Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay chúng ta sẽ đến với bản cập nhật mới nhất của game, bản cập nhật 0.21.0, và đây cũng là bản cập nhật lớn nhất trong game từ trước tới giờ luôn á. Ok ha, bản cập nhật đó có gì? Chúng ta sẽ đọc cái log này. Các bạn có thể thấy rất là nhiều luôn. Mình cứ kéo lên trên một chút. Ở trên này nó có phần tóm gọn nè. Nó có khoảng 550 thay đổi các bạn. Thêm vào có nè. Thay đổi có, sửa chữa cũng có luôn các bạn. 550 thay đổi á, mà để mình nói chi tiết từng cái á, chắc tới mai luôn á. Cho nên mình sẽ vào game. Có thay đổi cái gì thì mình sẽ nói về cái đó ha. Trước mắt các bạn thấy thiếu thiếu cái gì không? Nó thiếu cái thanh ở bên dưới nè. Ok ha, mình ấn vào để cho nó hiện ra trở lại. Cái thanh đó bây giờ có thể tắt, mở tùy thích. Có phím tắt và phím H các bạn. Đó, các bạn ấn chữ H và nó sẽ tắt mở theo tùy ý của mình. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi vào từ trong ra ngoài nha các bạn. Từ trong ra ngoài và từ trái sang phải. Có cái gì thay đổi thì mình sẽ nói về cái đó ha. Rồi bây giờ á, đây là cái thanh mà đầu tiên vào game nó sẽ hiện ra cho chúng ta. Nó nằm ở đây nè các bạn. Nó không nằm trong bất kỳ cái tab nào ở đây. Các bạn ấn quay lại nè. Đó, đây là cái giao diện đầu tiên mà chúng ta thấy đập vào mắt chúng ta đầu tiên, đó chính là kỷ nguyên các bạn. Chúng ta có tổng cộng là 10 kỷ nguyên. Và mỗi kỷ nguyên nó sẽ ảnh hưởng đến môi trường nè, sự sinh trưởng và phát triển của những sinh vật ở trong kỷ nguyên đó. Và nó kéo dài ít nhất là 50 năm các bạn. Rồi, đây là tên của những kỷ nguyên nè. Kỷ nguyên hy vọng, mặt trời, bóng tối, nước mắt, ánh trăng, hỗn mang, kỳ diệu, băng giá, suy tàn và cuối cùng là tuyệt vọng các bạn. Tổng cộng 10 cái. Mà làm về chi tiết từng cái á, thì nó rất là mất thời gian các bạn. Cho nên là mình sẽ đi đến những cái tiếp theo ha. Bây giờ á, các bạn có thể zoom xuống. Zoom xuống, zoom xuống, zoom xuống. Đó. Các bạn có thể nghe thấy tiếng của môi trường luôn á các bạn. Ngoài đây nè, các bạn có thể lâu lâu á, các bạn có thể nghe thấy tiếng sóng đánh. Đó. Và mình thấy á nha, buồn buồn á, cái mình đi vô trong đất liền nè, mình có thể nghe thấy tiếng của môi trường nè, lâu lâu có tiếng mèo kêu. Mèo kêu á các bạn. Mà lâu lâu á, các bạn có thể nghe thấy tiếng cỏ cây xào xạc. Thôi zoom zoom ra đi, mấy con quỷ này nó ồn ào thế nha. Rồi, game có nhạc nha các bạn. Đây, các bạn có thể thấy giao diện của cài đặt nó đã khác. Nó đã khác rồi các bạn. Các bạn có thể chỉnh chi tiết về đồ họa nè. Đó, lửa nè, các họa tiết, hiệu ứng, lấp 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 la. Đó, con chó phát sáng luôn. Con chó phát sáng khi buổi tối các bạn mới có thể thấy được. Mình tưởng nha là game sẽ update ngày đêm các bạn. Nhưng mà không có, nó chỉ update về kỷ nguyên thôi. Và chắc chắn nó sẽ có kỷ nguyên tối và có những kỷ nguyên sáng. Ví dụ như kỷ nguyên tối nè, kỷ nguyên bóng tối, kỷ nguyên ánh trăng. Theo mình nhớ là suy tàn nó cũng hơi tối và tuyệt vọng nó cũng hơi tối tối đó. Rồi có những kỷ nguyên sáng, ví dụ như là hỗn mang mình nhớ cũng sáng nè, băng giá cũng sáng, kỳ diệu cũng sáng, tất nhiên là mặt trời sáng rồi. Rồi các bạn, các bạn nghe thấy tiếng nước không? Xúc xa xúc xách. Ok ha, bây giờ á mình mình đang nói về nhạc đúng không? Ok ha, bây giờ mình mở nhạc. Nhạc nghe kỳ lắm các bạn, nhạc nghe không cảm được, mình đã tắt luôn rồi. Đó, các bạn nghe không? Để mình mở to to lên tí các bạn. Đó, các bạn có thể nghe thấy nhạc. Mình để luôn ha, nhưng mà mình sẽ giảm lại một tí, không để nó nhiều đâu. Có nghe nhạc sợ lắm, 50% thôi. Đó, lâu lâu là các bạn có thể nghe thấy tiếng cỏ cây xào xạc luôn á. Rồi, ok ha. Cái này á, cái nền văn minh vương quốc và làng á, thì chúng ta sẽ phải tạo tộc xuống chúng ta mới thấy được. Các bạn chuẩn bị chưa? Nó sẽ rất là thú vị các bạn. Đây, mình sẽ tả người xuống trước nha. Đây, xuống đập bé na rồi. Các bạn có thể nghe thấy nó rất là khác luôn. Và cái tiếng thả xuống nó không có lập bà lập bập khó chịu nữa. Nó rất là êm dịu luôn các bạn. Ok ha, bây giờ mình sẽ tả tộc tiên xuống đâu đó đi. Cách cách xa xa tụi nó ra, không có công tụi nó choảng nhau sớm nữa. Tộc tiên đây đi các bạn.
các bạn có thể nghe thấy. Mình không biết diễn tả như thế nào luôn á, nghe nó chill lắm kìa. Đây là tiếng của tộc Orc các bạn. Vẫn chưa có tộc, ok, hình thành rồi nè. Cuối cùng là người lùn các bạn. Người lùn chờ ở đây đi ha. Các bạn có thể nghe thấy mỗi tộc nó có mỗi cái âm thanh khác nhau các bạn ạ. Ủa sao hai này giống màu? Không, thằng này hơi hồng hồng, thằng này hơi đỏ các bạn. Ô mấy ông, mang này nó tính di cư lên này kiếm chuyện nè các bạn. Nhưng mà giờ quên lộn rồi. Ok ha, nó chia tách ra lùm la luôn rồi. Bây giờ mình sẽ cho tụi nó đi nhanh một tí. Các bạn có thể thấy bây giờ nó có slow mo nè các bạn. Slow motion nè. Chỉ có 1/2 thôi là nó sẽ có tốc độ chậm hơn một nửa các bạn. Chậm hơn một nửa so với bình thường. Nhưng mà mình đang muốn có tốc độ cao. Hình như theo mình nhớ, hình như hồi trước không có 4 rồi phải. Không có 4. 3 lên 5 luôn á. Kỷ nguyên. Chúng ta đến với kỷ nguyên hy vọng các bạn. Mình sẽ để ở kỷ nguyên hy vọng luôn nha các bạn. Còn những cái kỷ nguyên này nó ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển như thế nào thì ở những tập sau mình sẽ làm kỹ hơn về từng kỷ nguyên một nha các bạn. Rồi, chúng ta có cái gì đây? Cái này mới nè, khối đá monolith, chẳng biết là gì. Mấy cái này mình thấy cũng y như vậy à. Ok ha. Có mây này. Có mây dung nham này, mây phép, mây thịnh nộ. Rồi, cái đó để từ từ đi. Cái bảng động vật sinh vật này vẫn bình thường nha các bạn. Cái bảng này vẫn không có cái gì mới hết á. Ở đây chúng ta có nền văn minh vương quốc và làng này, nó có những cái mới. Những cái mới ở đây và tí nữa khi mà tụi nó phát triển đến một cái mức độ nào đó rồi thì mình sẽ nói sau ha. Rồi, tạm thời thì mình cho nó ngưng đi, mình sẽ không có cho nó chiến tranh các bạn. Không cho nó chiến tranh đâu. Ok ha. Bắt mở thì nãy mình biết rồi nè. Mở được bắt tool cũng y như cũ rồi các bạn. Các bạn mở được bắt tool đâu rồi. Ok ha. Chúng ta mở được bắt tool y như cũ. Mình đang muốn sonic speed để cho tụi nó phát triển nhanh một tí. Chứ chờ biết chừng nào. Bây giờ nha, các bạn zoom vô mỗi tập ở đây nè, nó sẽ có những cái âm thanh khác nhau luôn á. Cập nhật về âm thanh rất là nhiều luôn á các bạn. Cập nhật về âm thanh rất là nhiều, nhưng mà cái nhạc mình này mình không thể cảm được các bạn ạ. Ôi giời ơi, im đi. Đấy, hết cái này nè, thì nó sẽ tới một cái kỷ nguyên khác nha các bạn. Một kỷ nguyên kéo dài ít nhất 50 năm, là có thể là 60 năm, 70 năm, thậm chí là 100 năm luôn á các bạn. Thôi nhưng mà mình chỉ muốn để một kỷ nguyên thôi. Một cái thôi các bạn. Mình muốn để kỷ nguyên hy vọng thôi các bạn. Để cho tụi nó sinh trưởng và phát triển bình thường nhất. Để mình nói về cái này. Chứ mà đẩy qua những cái kỷ nguyên khác là nó lộn xộn lắm anh em ạ. Ok ha, bây giờ mình sẽ đi từ trái qua phải. Nó có cái gì thì mình nói cái đó nha các bạn. Rồi tụi nó có quân đội hết rồi đúng không? Tụi nó có quân đội hết rồi. Bây giờ nó sẽ như thế này. Mình sẽ mở lại tất cả cho nó bình thường nha. Rồi, bình thường hết rồi đúng không? Ok. Sau khi mình tạo tộc xuống và cho tụi nó sinh sống và phát triển như thế này nè các bạn. Các bạn có thể zoom vào tụi nó. Đó, và các bạn có thể nghe thấy tụi nó giao tiếp với nhau các bạn. Đó, các bạn nghe không? Rất là ngộ nghĩnh luôn. Và theo mình để ý á nha, là mỗi tộc thì nó sẽ có những cái tiếng giao tiếp khác nhau luôn á. Đó, bây giờ mình đi xuống đây một tí nè. Đâu rồi, đông đông nè. Nghe nó hề hề sao. Xuống đây một chút các bạn. Rồi. Ok ha. Như thế này, chúng ta có những cái khác biệt ở đây. Là lời thì thầm của cây chiến. Các bạn ấn vào. Nó có hình con rắn quấn quanh cây kiếm các bạn. Mình lựa chọn một vương quốc nào đó. Lựa chọn một vương quốc nào đó đi. Đỡ Úc đi các bạn. Vương quốc này hình như nó có hai đồng minh đúng không? Vương quốc này nó có hai đồng minh thì phải. Đâu mình tắt coi. Mở đồng minh lên coi. Đúng rồi. Đây nè các bạn, nó có hai liên minh nha các bạn.
như nó là một vương quốc hay sao á, đúng không? Bây giờ mình mở lên biết liền. Đúng luôn, nó là một vương quốc các bạn. Thì đây, đâu rồi? Đó, mình ấn vào, bây giờ mình ấn vào nó. Mình ấn vào nó thì nó sẽ thì thầm vào tai vua của vương quốc này. Sẽ đi đánh quốc gia nào thì chúng ta sẽ lựa nha các bạn. Bây giờ mình sẽ ô, cái thằng này thì mạnh quá. Thằng này ok, đánh thằng kế bên luôn các bạn. Đó. Nó sẽ có một cái thông báo trên này là cái thằng Út này tuyên chiến với thằng này, cái thằng tên là Rim Rim of the Core nè. Các bạn có thấy màu không? Đó. Đây là cái vương quốc mà mình chọn. Đấy, Rim of the Core nè. Và tụi nó đánh nhau thôi các bạn. Và thằng vua nó sẽ hiện lên một cái thuộc tính các bạn. Đây. Giọng nói trong đầu tôi. Nó là cái này nè các bạn. Và thằng vua nó xuất hiện cái thuộc tính đó đó. Có nghĩa là nó đã bị thao túng tâm lý các bạn. Nghe nó quen quen không? Nó bị thao túng tâm lý. Đó, và nó sẽ đi gây chiến với quốc gia mà mình yêu cầu. Mình thấy đây là một một cái tính năng cực kỳ hay luôn đó các bạn. Các bạn bây giờ hồi hồi trước thì chúng ta không thể nào mà cho bất kỳ một cái vương quốc nào chủ động đánh cái vương quốc nào theo ý muốn của chúng ta. Nhưng bây giờ thì mọi chuyện đã khác rồi các bạn. Tụi nó đang đánh nhau kìa. Nhưng mà mình muốn cho tụi nó có tình bạn, muốn cho tụi nó giảng hòa. Và ai về nhà nấy. Rồi bây giờ chúng ta đến với phần tiếp theo các bạn. Đường hành quân. Đường hành quân thì hồi nãy nó hiện lên đó các bạn. Đường hành quân á. Nè. Đường hành quân nè các bạn. Các bạn có thể thấy. Mình tắt đó thì nó không hiện nữa. Mình mở thì nó hiện ra. Còn âm mưu á. Âm mưu thì mình vào mình coi thì nó không có. Tí nữa có âm mưu á thì mình sẽ nói ha. Đó. Rồi đây là nền văn hóa. Nền văn hóa thì không nói. À, liên minh. Liên minh thì nó cùng màu thì nó sẽ chung liên minh với nhau các bạn. Vậy thôi. Nè, hai bà mẹ nó bị chiếm rồi các bạn. Rồi kệ okay, bà đi. Đây, ví dụ như thằng Dream of the Core này, tụi nó cùng màu nè. Vậy là chúng ta chỉ có tính năng gây chiến với nhau thôi các bạn. Chúng ta chỉ có tính năng gây chiến thôi. Và chúng ta chưa có bất kỳ một cái tính năng nào để cho tụi nó liên minh với nhau. Kiểu như là những cái quốc gia khác nhau này, những cái tộc khác nhau nó có thể liên minh nhưng mà vẫn chưa có các bạn. Vẫn chưa có. Và tụi này mình thấy hiền ghê, nó không có kế hoạch và âm mưu nào cả. Khi mà nó có kế hoạch và âm mưu thì nó sẽ hiện ở đây nè các bạn ấn vào và các bạn sẽ thấy ha. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu bằng một cái map khác nha các bạn. Cái map vừa rồi á, nó không có lên bất kỳ một cái kế hoạch cũng như âm mưu nào luôn, nhưng mà cái map này lại khác các bạn. Các bạn có thể thấy zoom zoom xa xa ra chúng ta mới có thể thấy rõ. Ở đây nè, nó sẽ có những cái dấu này ở trên đầu mấy con vua nè các bạn. Đó, những cái thằng vua này nó đang toan tính đó các bạn. Cái hình cái khiên á, nó sẽ là kế hoạch các bạn. Nó sẽ là kế hoạch. Các bạn có thể thấy, các bạn ấn vô thì nó sẽ hiện ra nè. Đó. Quick game nè, là cái tên của thằng vua các bạn. Cái thằng vua này nó đang có kế hoạch là liên minh với ai? Nó sẽ liên minh với cái thằng này các bạn. Nó sẽ liên minh với cái thằng Hakuma. Cái thằng Hakuma này y. Nó đang bị đóng băng các bạn. Hakuma, các bạn để ý cái màu nè. Hakuma là nằm đây nè các bạn. Thằng này đang bị đóng băng nè. Đó là hai cái thằng vua này nè. Hai cái thằng vua ở hai cái quốc gia đỏ với lại xám xám này nè, là tụi nó đang lên kế hoạch đồng minh với nhau các bạn. Rồi ha, bây giờ mình sẽ coi coi. Mình sẽ mở cái liên minh lên. Ok, bây giờ tụi nó khác màu nha. Các bạn có thể thấy nó chớp 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 chớp. Nó cứ kiểu như là chớp tắt á. Chúng ta sẽ cho nó nhanh nhanh lên một tí. Nó chớp tắt càng nhanh thì cái kế hoạch đó nó càng đi đến cái thành công các bạn. Và sau khi tụi nó hoàn thành cái kế hoạch này á, thì hai thằng đó các bạn có thể thấy liên minh Strong Accord đã được thành lập. Có nghĩa là hai thằng này nó đã trở thành liên minh với nhau rồi các bạn. Đó. Còn còn nó sẽ có cái âm mưu. Thì âm mưu là âm mưu chiến các bạn. Âm mưu chiến tranh thôi chứ chẳng có gì. Thì nó sẽ hiện ra ui người tuyết. Lâu lâu nó spawn ra những cái ôi con người tuyết kìa. Mang này chọi chừng nào mới hơi cái cản. Chọi tới mai. Ok, nó sẽ
nó sẽ liên minh với nhau. Rồi bây giờ mình sẽ tua nhanh nhanh để cho nó hiện lên cái gì ta, cái ở đây 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 rồi, đây rồi các bạn, đây, đợi nó cũng phải hiện ra thôi, đợi lâu quá nha. Ok đây, nói lên kế hoạch gì, nó là một cái âm mưu các bạn, âm mưu chiến tranh. Đây là một cái âm mưu chiến tranh các bạn. Đây là một cái tiến độ khi mà đầy cái ống này á, giống như mình nói hồi nãy á, đầy cái ống này thì cái âm mưu hoặc là cái kế hoạch đó nó sẽ thành công các bạn. Rồi vậy ha, bây giờ á, cái âm mưu này nó bắt đầu từ cái thằng vua ở trên, cái thằng vua này nè các bạn, cái thằng vua màu màu đen này nè, thằng vua đen này nè các bạn, nó trong nhà rồi. Ở đây đây đây, cái thằng này nè các bạn, nó bắt đầu từ thằng vua này nè. Từ từ để mình coi coi nó âm mưu đánh thằng nào, âm mưu đánh thằng Kerika là nguyên cái vương quốc luôn các bạn. Vậy là nó âm mưu đánh cái thằng này, đánh cái thằng màu hồng nữa các bạn. Rồi để mình coi coi cái gì vậy. Có động đất các bạn, không sao không sao. Ê đừng nói qua đánh ta nha, hết hồn mày. Rồi bây giờ mình sẽ coi cái tiến độ của 90. Gia nhập liên minh nữa nè. Ôi, gia nhập liên minh ở đâu vậy ông? Bây giờ chúng ta có thể theo dõi được. Đánh đó các bạn. Sau khi thành công rồi nè. Sau khi thành công rồi nè. Cái liên minh Strong Accord này nè, nó sẽ đánh cái thằng này. Thằng này có 55 lính thôi, chắc cũng ngẫm sớm thôi các bạn. Strong Accord này mạnh hơn. Đó, Strong Accord đang kéo qua đánh đó các bạn. Rồi, ngẫm sớm thôi. Ok, mình thấy là nó kiểu như là nó đồng hóa luôn rồi đó. Các bạn thấy không? Rồi bây giờ mình sẽ coi coi. Ôi, sau khi vậy là có thêm một kế hoạch cuộc chiến nữa nè. Để coi coi có mới có liên minh nào được thành lập vậy không biết. Tắt mở coi. Không không, hình như là chưa chưa có liên minh mới nào được thành lập hết các bạn. Nó chỉ có gây chiến thôi, mà không biết thằng này gây chiến với thằng nào đây. Chúng ta coi coi. Đó, nó lên kế hoạch cuộc chiến đó các bạn. Do not. Thằng này tính gây chiến với do not đâu ta? Do not sai vậy. Nếu mà nó gây chiến với thằng này thì nó sẽ phải hành quân qua cái vương quốc của mình. Đó, các bạn thấy không? Nó hành quân qua vương quốc của mình mà gặp là đánh liền. Đâu phải chuyện đơn giản đâu các bạn, nó nhiều thứ lắm á. Cái bản cập nhật này thật sự ra là nó quá nhiều á. Nó quá nhiều. Liên minh chú này liên minh với ai nữa đây? Đừng nói gia nhập Strong Accord nha. Để mình coi coi. Ok. Liên minh với ai đây? Liên minh với hai thằng à? Liên minh với hai thằng à? Astra với Rome à? Ok. Thằng cu này. Ôi, tụi nó thành lập liên minh riêng rồi các bạn. Cho nó mau lên. Má mang nãy gây chiến nhậu mệt ghê luôn. Ủa, sợ thế. Còn mình đang ở kỷ nguyên gì? Mình đang ở kỷ nguyên băng giá đó các bạn. Rồi. Thì mình tìm hiểu luôn. Mọi thứ sẽ trở nên lạnh giá. Rồi. Tuyết không ngừng rơi. Hệ tuyết không ngừng rơi mấy chục năm á các bạn. Lâu à. Rồi để coi coi sau khi cái thằng xanh này nó liên minh thì nó được cái gì nha. Ok. Ôi, ôi nó vô Strong Accord luôn các bạn, vãi chưởng à. Tưởng gì. Liên minh Strong Accord này quá mạnh luôn các bạn. Thằng này đừng nói gia nhập Strong Accord luôn nha. Strong Accord đang đang có thằng vua, là thằng vua gì đây? Này phải vua đâu? Khu vua này núp nhà luôn rồi. Sinh sản cao. Có những cái trail mới nha các bạn, tụi nó có những cái trail mới. Thằng vua này nó núp, ok, nó đút cái đầu ra rồi. Coi coi.
Thằng vua này tên là Hotapi. Thằng này chắc gia nhập luôn rồi các bạn. Thằng này chắc gia nhập với mình luôn rồi đó. Hotapi. Ok. Chắc nó gia nhập với mình luôn rồi đó. Ui, động đất kìa. Rồi. À, Hotabi là trên các bạn. Vậy là nó không có gia nhập chung với mình. Thằng này còn ba. Thanh niên này tính liên minh với ai nữa đây? Ok, success luôn. Ê, ba khối luôn nè. Tụi nó có ba khối riêng biệt luôn nè các bạn. United of Steel. Bây giờ mình đang có hai liên minh nè các bạn. Các bạn có thể thấy Strong Accord nè, United of Steel. Ghê vậy. Ồ, cái này mới nha. Cái này mới nha các bạn. Cái hình con chim. Cái hình con chim nó là cái gì? Ồ, kêu gọi hòa bình ha. À, nó hình con bồ câu các bạn. Vậy là ông nội này chịu không nổi rồi các bạn. À, tính kêu gọi hòa bình với ai đây? Ồ, lên kế hoạch cuộc chiến luôn rồi các bạn. Lên kế hoạch hòa bình với Bloody World là cái thằng nào ta? Bây giờ mình phải tắt cái này mình mới biết được. Bloody World. Úi giời ơi, bây giờ mình chẳng biết nữa. Ai Vương quốc đây nè. Nhưng mà mình thích đã liên minh hơn các bạn. Thôi bây giờ tụi bay muốn làm gì tụi bay làm đi. Rồi mình nghĩ là Strong Accord này thắng rồi. À, kệ tụi nó đi các bạn. Bây giờ mình dạo dạo vòng vòng coi có cái gì mới không. À, may 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 phép may phép. Ok, may phép này nữa. Nó ban cái gì xuống thì trời. Ê, nó ban cái gì xuống cho cái đám này vậy? Ủa, bảo hộ các bạn. Mưa mưa phép rồi. May mưa axit thì không nói, cái này mưa thịnh nộ này. Cái gì mưa bụi. Để coi coi nó effect làm sao với cái đám dân này. Hình như tụi nó bị mất máu á các bạn. Ôi cái gì vậy? Ô, cái này mới nha các bạn. Cái mỏ này nó có thêm cái cần cẩu ở ngoài nè. Hay nha. Mình có thêm một cái gọi là băng vĩnh cửu nè các bạn. Một cái môi trường khác gọi là băng vĩnh cửu. Mưa thịnh nộ, mưa bụi rồi. Ok, làm cái mưa thịnh nộ coi tụi nó sao. Tụi nó có rơi vào điên loạn không? Mình thấy nó cũng không effect gì nhiều hết các bạn. Cũng không effect gì nhiều á. Ôi, hàng này đánh nhau rồi các bạn ơi. Ok, thanh niên này. Đù. Hàng này đánh nhau rồi. Có năm mươi mấy mà tiên chiến với thằng có ba dân rồi các bạn. Rồi tụi bay kéo qua, tụi bay làm gì? Ôi, mấy thanh niên này chơi trò gì vậy? Nó bị bắt hay quái gì vậy? Tắm nước lạnh luôn rồi. Ngộ đời thì chứ. Nâng 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 nhiệt cho tụi bay một chút đi, cho tụi bay lên bờ chơi. Cũng vậy luôn à. Đóng băng. À, mình đóng băng rồi đó, đông cứng luôn á các bạn. Mà tụi nó không có chết nha. Sắp già như quỷ. Ok. Tiên chiến dài đây. Về tiên chiến với à, cuộc chiến. Cái đó là tên của cuộc chiến á các bạn. Từ từ nha. Nó có show cái tên của cuộc chiến. Theo mình nhớ là nó có show cái tên của cuộc chiến á, nhưng mà nó nằm ở đâu á. Ok ha. À, mình hiểu rồi các bạn. Lãnh thổ nằm ở đây. À, cái này là phe phái. Phe phái thì mỗi quốc gia nó sẽ có những cái thành phần phe phái nhất định nữa các bạn, chứ không phải là nguyên một quốc gia đó là nó có phe phái hết. Nó có số lượng nè các bạn, nó có số lượng những cái phe phái nè. Đó các bạn thấy không? Số lượng những cái phe phái chứ không phải là quốc gia, cái này là cái quy mô nhỏ hơn các bạn.
kiểu như nội những trong trong những cái vương quốc đó, nó sẽ có bao nhiêu thành phần, 7 8 thằng gì đó, nó sẽ thành lập những cái phe, và mình đang thấy nó có cái sự dẫn quân qua qua cái chỗ có 3 thằng rồi. Cái thằng United of Steel này thấy nó cũng hiện ha, nó cũng không có đánh ai nhiều. À, có thằng Strong Accord này, cái liên minh đầu tiên, cái liên minh đầu tiên của tụi nó đáng sợ thiệt chứ. Mình muốn coi coi nó gồm những thằng nào. Tộc người các bạn. Bây giờ hầu hết là tộc người rồi. United of Steel thì nó có ba cái ở đây đúng không? Để coi tụi nó là tộc gì. Tộc Orc, tộc người và tộc tiên luôn các bạn. Ba thằng này là ba cái liên minh luôn á các bạn. Hay ha. Khá đó. Khá đó chứ không phải giỡn đâu các bạn. Rồi ngỏm chưa? Rồi thanh niên ngỏm rồi đó các bạn. Thanh niên này ngỏm rồi đó. Era. Ok ha. Mấy cái thằng tộc tiên nãy tranh thủ kìa. Ê. Ok, mình thấy á, nó mình đặt cái khối đá này xuống rồi, cái khối đá này có tác dụng gì không? Mình thấy cũng đâu có gì đâu. Mình thấy nó cũng những cái khối đá này nó cũng đâu có gì đâu, chắc cũng chẳng ảnh hưởng gì đâu ha. Rồi ở đây thì nó cũng chẳng có thay đổi gì. Mình thấy có những cái thay đổi mà ảnh hưởng trực tiếp đến cái gameplay của chúng ta thì đây, cái dàn trên này nè, thì từng cái mình cũng đã giải thích rồi ha. Để mình nói sơ lược lại thì đây là show liên minh nè, show âm mưu nè, show những cái đường hành quân. Ok, danh sách cuộc chiến này rồi. Hồi nãy mình kiếm luôn á các bạn. Đây, mình có danh sách những cuộc chiến nè các bạn, những danh sách cuộc chiến đang diễn ra nè. Mình ấn vào thì chúng ta có thể thấy đang có những cái cuộc chiến như thế nào. Nó diễn ra nè, bao nhiêu người thương vong nè các bạn thấy không? Chiến binh nè. Nó sẽ thể hiện hết những cái con số cho chúng ta xem ha. Còn về kỷ nguyên đó các bạn, từng cái kỷ nguyên này thì mình sẽ có những cái video mình sẽ nói kỹ hơn về từng cái như thế nào ha. Và ở trong những cái kỷ nguyên này nó sẽ có những cái sinh vật nè, những cái môi trường nè, những cái thiên tai đặc biệt của từng cái kỷ nguyên đó các bạn. Và chúng ta sẽ khá là bất ngờ về những gì mà tụi nó làm được á. Rồi vậy thôi các bạn, cảm ơn các bạn đã theo dõi hết cái video của mình nha. Và hẹn gặp lại các bạn trong cái tập tiếp theo.